Tiên tri chấn động tuổi Mậu Thân 1968 từ nay tới Tết 2024 âm lịch, được thần tài hộ giá. Cần ghi nhớ 3 điều này để ôm trọn lộc trời, tiên tỷ cầm tay, đổi đời lên một tầm cao mới, ăn Tết to nhất làng. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trời sinh người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, là con giáp thuộc mệnh đại trạch thổ. Do mang đặc tính thổ nên người tuổi này không chỉ có tố chất thông minh mà lại còn rất siêng năng, chăm chỉ. Họ sẵn sàng phá vỡ các giới hạn bản thân để có thể chinh phục các đỉnh cao mới trong cuộc sống. Với bản tính vốn đầy tham vọng và liều lĩnh, có không ít người mệnh này thành công từ rất sớm. Người mệnh đại trạch thổ cũng khá vui tính, dễ chịu và khéo léo trong giao tiếp nên thường chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh. Họ là người rộng lượng, thích làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác mà không cần được đền đáp. Có điều chính bởi bản tính hiền lành của mình mà con giáp này thường hay bị người khác lợi dụng. Thời trẻ vất vả vô cùng, có người còn bị đe dọa bởi tiền tài vật chất. Tuy nhiên, khi xem lá số tử vi cho thấy, thời điểm từ nay tới Tết 2024 âm lịch, nhờ ăn ở hiền lành mà con giáp này bất ngờ được ơn trên để mắt. Thần tài mở đường, công danh sự nghiệp có quý nhân phù trợ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, cuốn trôi đi khó khăn vất vả nợ nần trước đây. Thay vào đó là một cuộc sống giàu có, ở nhà lầu đi xe sang, tiền vàng chất đống, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy, vận trình của con giáp này biến động ra sao? Cuối năm 2023 này họ còn lại gì và bản mệnh cần làm gì mới đón được tài lộc về nhà? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, ghi nhớ 3 điều này, ôm trọn lộc trời, cuối năm đón lộc về nhà, đổi đời đại gia. Đầu tiên, xét tính cách cuộc đời của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Người mệnh này trời sinh có tố chất thông minh, sáng dạ mà lại còn rất siêng năng, chăm chỉ. Họ sẵn sàng phá vỡ các giới hạn bản thân để có thể chinh phục các đỉnh cao mới trong cuộc sống. Với bản tính vốn đầy tham vọng và liều lĩnh, có không ít người mệnh này thành công từ rất sớm. Người mệnh đại trạch thổ cũng khá vui tính, dễ chịu và khéo léo trong giao tiếp nên thường chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh. Chất thổ trong mệnh đại trạch thổ không có sự nhất quán, ổn định. Điều này được thể hiện rõ ràng trong tính cách của người mệnh đại trạch thổ là họ không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Tùy theo tình huống mà nương theo để có được giải pháp hợp lý nhất, họ sẽ đạt được nhiều thành công khi theo đuổi các lĩnh vực như chăn nuôi, dịch vụ điều dưỡng, bảo hiểm. Tuy nhiên, người đại trạch thổ không phải là không có điểm mạnh, họ là người rất linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và luôn sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chính nhờ sự linh động này nên những người tuổi này rất được yêu mến, dễ tính, có năng lực đạt hiệu quả trong thời kỳ biến động. Họ là người yêu thích sự tự do, không muốn bị thôi thúc, khát khao muốn thể hiện bản thân cũng như có khát vọng giúp đỡ mọi người. Nhược điểm lớn nhất của người mệnh này là khá tùy duyên, dễ bị dao động bởi tâm tư, lập trường và nguyên tắc không nhất quán như những người thuộc nạp âm khác trong mệnh thổ. Với đặc tính vốn có, người mệnh đại trạch thổ cần phải trải qua quá trình rèn luyện và học hỏi thì mới có được thành công và giúp ích cho đời. Đặc biệt, tuổi Mậu Thân mệnh đại trạch thổ, mệnh thổ còn đại diện là đất, là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây cối, nguồn cung cấp sự sống, tượng trưng cho sự may mắn, bình an. Người tuổi Mậu Thân mệnh thổ được biết đến là người có nhiều tình yêu thương, chăm chỉ, lý trí và ôn hòa, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Nữ tuổi Mậu Thân có tài nghệ thuật, ngoại giao rất tốt, giỏi về việc đầu tư tài chính, dễ thu được những khoản tiền lớn bất ngờ. Họ thường gặp quý nhân giúp đỡ, ngày càng phát triển thịnh vượng, giàu sang phú quý. Bất lợi lớn nhất đối với họ là quan hệ với anh em trai trong gia đình không được hòa thuận, dễ bị liên lụy bởi những người này, cần đề phòng các bệnh về gan mật, xương khớp, tay chân. Người Mậu Thân nam mạng không được may mắn khi còn nhỏ, đến trung vận thì được hưởng nhiều điều tốt và đầy đủ về tiền bạc, hậu vận được an nhàn đôi chút, song vẫn cần phải đề phòng nhiều sóng gió.
Về hôn nhân, bản mệnh đa phần phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở. Nếu chọn người có tính cách không phù hợp, thì gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí gặp tình trạng ly hôn. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý chọn người hợp mệnh với mình, đồng thời biết cách dung hòa với nửa kia. Người tuổi Mậu Thân nữ mạng có tuổi thơ gặp nhiều vất vả, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá. Đến hậu vận sống yên ổn, dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ. Sự nghiệp của bản mệnh vững chắc ở vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư giả. Có của ăn của để, hôn nhân của phụ nữ tuổi này khá ổn định, đa phần gia đình hòa hợp, vợ chồng dù mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có thể hòa giải. Nếu chọn được người có tuổi phù hợp thì đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện làm ăn, công danh, khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, vận mệnh của người tuổi Mậu Thân xét về tài lộc thì khá vượng, có nhiều cơ may hoạnh tài, tài lộc đến bất ngờ, ngoài ý muốn. Song tài lộc đến nhanh mà khó tụ, dễ bị tiêu tán tiền của. Nhìn chung thì người này không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, bởi tiền hết rồi lại có. Hễ khi nào gặp khó khăn về tài chính thì đột nhiên lại có một khoản tiền trao tay, giúp bản mệnh hóa giải khó khăn. 2. Tổng quan tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Xem tử vi năm mới 2023, người tuổi Mậu Thân bước vào năm giữa tam tai, nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh, hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân thì sẽ gặt hái được nhiều thành công nổi trội. Hơn nữa, có các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá, bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ, thậm chí có thể được thăng chức, tăng lương, thưởng nóng, hoặc là các khoản đầu tư được sinh lời nhanh chóng đem lại cho bạn thu nhập cao. Năm 2023 là năm Quý Mão, thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim. Tử vi 2023 tuổi Mậu Thân 1968, xét về ngũ hành, can chi đều đại cát, đại lợi, vì có thổ sinh kim, mậu gặp quý hợp, Mậu Thân năm nay sẽ gặp nhiều may mắn, mọi sự hanh thông, tiền bạc dễ tạo dồi dào. Theo tử vi khoa học, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, giải thần cát tinh xuất hiện soi sáng tiền đồ của Mậu Thân, cơ hội chuyển mình đã bày ra sẵn trước mắt, chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng tự phụ, hành xử khéo léo hơn một chút thì tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều rắc rối tới quấy rầy bạn. Nhờ đó sự nghiệp của những chú khỉ sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng. Đặc biệt, bạn có thể mong chờ những tin vui sẽ đến ngay vào thời điểm này, có thể thấy, trong tiến trình phát triển ở thời điểm cuối năm 2023 này, đường tài lộc của người tuổi Mậu Thân sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bản mệnh đang ấp ủ những dự tính tiềm năng cá thể, thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực. Mậu Thân sẽ nhận thấy rõ ràng thời cơ đến với mình ngày càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Mậu Thân, có vẻ đời sống của người tuổi Mậu Thân trong thời gian tới sẽ bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Dù những gì bạn đạt được là nhờ chính công sức của bản thân, song bạn vẫn nên đề phòng tiểu nhân rình rập bên cạnh, sẽ tìm cách để lợi dụng hoặc chiếm đoạt tài sản của bạn. Nhìn chung, tử vi tuổi Mậu Thân từ nay tới Tết 2024 âm lịch được đánh giá là giai đoạn khá cát lành, gặp nhiều may mắn, tuy nhiên tại những thời điểm gặp hung tinh chiếu, đương số vẫn khó tránh những trắc trở hay xui xẻo. Sau đó, người cầm tinh con khỉ hành sự thận trọng, không nên quá chủ quan, làm gì cũng phải tính toán thiệt hơn. Nếu lập kế hoạch được thì càng tránh được sai sót, để cát khí thêm phần vượng phát, đương số nên phát tâm hành thiện, làm nhiều việc tốt giúp người. Đồng thời có thể tham khảo một số vật phẩm phong thủy hợp mệnh và kinh minh đường tử vi sẽ chia sẻ thêm chi tiết ở phần cuối chương trình, để bản mệnh mang theo bên mình hoặc đặt tại nhà riêng nơi làm việc nhé. Tất cả đều hỗ trợ tăng thêm vũ khí cho đương số trên đây. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong từ nay tới Tết 2024 âm lịch quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân đang nhận được sự che chở của rất nhiều cát tinh, nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng, mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự đều thuận,
Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng, tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó, vẫn còn nhiều khó khăn, khiến bạn đôi khi chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Với trí tuệ minh mẫn và giỏi ứng biến của mình, cô bác anh chị có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ xã giao hữu ích. Cô bác anh chị có thể gây ấn tượng tốt với mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong thời điểm này, cô bác anh chị cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do cô bác anh chị tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu. Bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh, có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn, hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể cô bác anh chị sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Theo Kinh Phật ghi chép, bản mệnh Phật của tuổi Mậu Thân là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho lý trí quang minh, đeo bên người có thể được Ngài bảo vệ, mang đến sự tỉnh táo, trừ yêu tránh ma quỷ, hấp thu linh khí, đón lấy tinh hoa vạn vật, dũng cảm tiến tới, sung sướng rạng rỡ. Người tuổi Mậu Thân cùng Đại Nhật Như Lai Bồ Tát có sức cảm ứng mạnh nhất. Bởi vậy nếu có thể thành kính đeo hoặc cung phụng tượng Đại Nhật Như Lai Bồ Tát, tất khiến mọi chuyện hài lòng, mọi sự thành công. Về mặt tài lộc, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong thời gian từ nay tới Tết 2024 âm lịch cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho cô bác anh chị một phần thưởng xứng đáng với công sức mà cô bác anh chị đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, cô bác anh chị có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Túi tiền của cô bác anh chị lúc nào cũng rủng rỉnh. Cát thần này cũng sẽ giúp cô bác anh chị tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn. Nhưng để thuyết phục được đối phương, cô bác anh chị cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, cô bác anh chị nên kiên trì theo đuổi, bỏ công, bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng. Đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Mậu Thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Minh Đường Tử Vi khuyên bạn, thời điểm thời gian tới vẫn có hung tinh đeo bám, nên bản mệnh chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Trước khi đưa ra quyết định, cô bác anh chị cần tham khảo ý kiến nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh tốn tiền vô ích. Bên cạnh đó, cô bác anh chị cũng cần lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, cô bác anh chị sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Ngoài ra, cô bác anh chị có thể dùng thiềm thư để chiêu tài vượng lộc. Thiềm thư là thần thú vượng tài vận, đồng thời giúp hóa sát đường sự nghiệp, chặn tiểu nhân trong công việc. Thích hợp bày trên bàn làm việc, người làm ăn hay mở cửa hàng đều có thể dùng đồ phong thủy này, vừa chiêu tài, chiêu phúc, lại gia tăng tài khí, phúc khí, nhân khí. Thiềm thư có tác dụng trấn trạch trừ tà, phun châu nhà ngọc, tài lộc dồi dào. Thiềm thư có hình dạng đặc biệt là con cóc ba chân, miệng ngậm đồng tiền, chân đạp lên tiền. Vốn trước đây là một loài yêu tinh biết phun ra tiền bạc, sau được Lưu Hải tiên nhân thu nạp, cải tà quy chính, giúp đỡ bốn phương, đem tài lộc đến cho mọi nhà. Khi đặt thiềm thư đầu hướng về phía trong cửa hàng, công ty hoặc nơi ở, không nên hướng ra ngoài cửa, nếu không tiền bạc sẽ bị thất thoát, khó mà sinh tài vượng lộc. Mỗi người đều có khát vọng giàu sang, nhưng cuộc đời không phải bao giờ cũng xuôi chèo mát mái. Mỗi bạn nên tâm niệm cát nhân thiên tướng, vạn phúc tùy duyên, yêu thương bản thân, hậu đãi mọi người, tích đức hành thiện thì vận may sẽ tự nhiên mà tới. Nếu gặp khó khăn thì nên dùng thái độ tích cực để đối diện. Minh Đường Tử Vi tin rằng sóng gió chỉ là tạm thời, chúc những người có duyên cả đời bình an, vận may liên tiếp. Về tình cảm gia đạo, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, vận trình tình cảm của Mậu Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột nào quá lớn.
Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm vui tươi cho ngôi nhà của cô bác anh chị. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể, thậm chí có cặp vợ chồng còn nhận được tin vui từ con cái, nay đã thành tích học tập tốt hoặc được công việc việc ổn định và ngày càng phát triển. Cùng với đó là sự thuận lợi suôn sẻ trong vận trình của cô bác anh chị, hỉ khí dồi dào cũng là lúc cô bác anh chị nên làm việc thiện nhiều hơn để tích phúc đức cho bản thân cũng như gia đình. Trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, Mậu Thân cũng dễ dàng tìm được tiếng nói chung, trong quan hệ khách hàng thì dễ dàng thuyết phục được đối tác. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng trong thời điểm cuối của năm 2023 này. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của cô bác anh chị. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Vì thế ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, cô bác anh chị cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong thời gian tới do có bạch hổ hung tinh tác động, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay. Sử dụng đồ vật sắc nhọn, nếu không dễ vướng họa huyết quang, cô bác anh chị nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của cô bác anh chị không chỉ khiến cơ thể phải chịu tổn thương mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác anh chị nhớ duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, không nên thức khuya dậy sớm, ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ hoặc cay nóng, dễ gây tác động xấu cho dạ dày của mình đấy quý mệnh chủ nhé. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Mậu Thân theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. 1. Tử vi tuổi Mậu Thân từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân được đón vận trình tháng 11 âm với nhiều tín hiệu tích cực và may mắn hơn, mọi mặt cuộc sống của bạn đều có những bước tiến đáng kể. Chỉ cần bạn chăm chỉ, tự tin vào bản thân mình để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy dù bạn làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ thu được những kết quả khả quan. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn luôn được giúp đỡ khi đối diện với khó khăn, thậm chí được người mách nước cho những kế hoạch hợp lý. Trên phương diện tài lộc, tháng này bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu, quan đới chắc chắn sẽ đem lại cho bạn thêm nhiều may mắn và trợ lực. Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy quan hệ của Mậu Thân và người ấy ngập tràn những điều ấm áp, dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau, người ấy có thể trở thành động lực để bạn vượt qua nhiều khó khăn. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 02, 81, 22. 2. Tử vi tuổi Mậu Thân tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch thấy, tháng cuối cùng của năm 2023 không có nhiều biến động lớn đối với người tuổi Mậu Thân. Song bạn cũng không gặt hái được những thành tích quá đáng kể, đây là lúc bạn cần xem lại mục tiêu và cách thức làm việc của mình. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn đưa ra nhiều mục tiêu và đích đến cao xa cho mình, song bạn lại thiếu kiên trì. Chỉ duy trì được hứng thú ban đầu, bạn cũng thường xuyên nhẹ dạ cả tin, nên dễ tin lầm kẻ xấu, đưa ra những quyết định không đúng đắn, tất cả khiến mọi việc cứ mãi dậm chân tại chỗ. Trên phương diện tài lộc, bạn khá ham vui, nên dễ chi tiêu cho những việc không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ tin theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu, đánh mất khoản tiền đang có trong tay. Người làm ăn kinh doanh thì lại tỏ ra khá chần chừ trong các quyết định đầu tư, dễ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tin vui là phương diện tình cảm lại khá xuôi chèo mát mái, bạn cởi mở trong việc giao lưu, trò chuyện với người khác giới, nên cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người đã lập gia đình cũng dần chủ động hơn trong việc trò chuyện và giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc cát tường, hồng, vàng, con số may mắn, 33, 01, 67. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Thân 1968, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm.
Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Thân nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Mậu Thân. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Thân nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Tý 1948, Khá, Canh Tý 1960, Khá, Kỷ Dậu 1969, Khá, Đinh Dậu 1957, Khá, Nhâm Tý 1972, Khá, Bính Thìn 1976, Khá, Giáp Tý 1984, Khá, Bính Thân 1956, Trung Bình, Kỷ Sửu 1949, Trung Bình, Ất Tỵ 1965, Trung Bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Tân Hợi 1971, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Canh Dần 1950, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Quý Sửu 1973, xấu, Quý Mùi 2003, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu. Bản mệnh Mậu Thân nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma,
trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau: cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn và cách hóa giải vận xui cho tuổi Mậu Thân 1968. Trong năm 2023, nữ mạng Mậu Thân 1968 gặp sao Vân Hớn chiếu mạng. Đây là một sao trung tính, chủ về sự bảo thủ kỳ cựu, không chấp nhận đổi mới. Vì thế, nữ Mậu Thân năm nay nên chú ý giữ bình tĩnh, biết lắng nghe, nói năng chừng mực thì công việc sẽ suôn sẻ, gia đạo sẽ hòa thuận hơn. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi này nên chú ý giữ gìn tiền của cẩn thận để tránh hạn ngũ mậu ảnh hưởng. Còn về nam mạng Mậu Thân 1968, năm nay bản mệnh có sao Thổ Tú chiếu mệnh nên cần đề phòng thị phi, trong mọi việc làm có sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần trách nhiệm cao sẽ dẫn đến thành công. Hơn nữa, nam mạng tuổi này nên quan tâm nhiều hơn đến tình cảm vợ chồng, tránh mâu thuẫn cãi vã, chăm sóc và chia sẻ nhiều hơn để gia đạo được bình an ấm cúng. Kích hoạt vận may, giải trừ vận xui cho tuổi Mậu Thân 1968. 1. Sử dụng màu sắc phong thủy. Người sinh năm 1968 có mệnh thổ, vì vậy những gam màu tương đồng với màu của đất sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ tuổi Mậu Thân như màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa, màu nâu đất, vàng sẫm. Ngoài ra, có những màu tương khắc với mệnh thổ mà gia chủ sinh năm 1968 nên tránh như màu đen, xanh lá cây, xanh nõn chuối. Những màu sắc hợp với bản mệnh sẽ giúp gia chủ tuổi Mậu Thân gặp được nhiều may mắn, thu hút tài lộc, làm ăn buôn bán được quý nhân phù trợ. Con đường công danh sự nghiệp được hanh thông rộng mở, chính vì vậy, người sinh năm 1968 nên chọn những gam màu này là màu chủ đạo trong cuộc sống hàng ngày như màu xe, màu sơn tường, màu quần áo. 2. Sử dụng đá phong thủy. Trong năm có sao Hạn chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy, màu vàng, nâu đất, đỏ, hồng, tím như vòng tay đá mắt hổ tâm vàng tươi, vòng tay đá mắt hổ nâu, vòng tay đá thạch anh tóc đỏ,
vòng tay thạch anh hồng, vòng tay thạch anh tím. Để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh, đá mắt hổ tâm vàng tươi là loại đá quý được nhiều người yêu thích nhờ vẻ đẹp bí ẩn và mang nhiều ý nghĩa tâm linh với con người. Viên đá này là vật hộ mệnh trừ tà, mang đến bình an. Những người yếu bóng vía, khí huyết hư nhược, đeo đá này vào thì tăng cường sinh khí, kích thích lòng tin. Thạch anh hồng được mệnh danh là viên đá của tình duyên diệu kỳ. Viên đá này mang đến may mắn trong tình duyên, giúp tình cảm thêm mặn nồng. Thạch anh hồng còn có công dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm triệu chứng mất ngủ. Thạch anh tím là viên đá quý phong thủy cổ xưa, được tìm thấy trong những báu vật của nền văn minh Ai Cập cổ đại hay lấp lánh trên vương miện của nữ hoàng Anh. Đây là viên đá của trí tuệ, mang viên đá này bên mình thì linh hoạt trong giao tiếp, đem đến vận may trong các mối quan hệ. 3. Trồng cây cảnh theo phong thủy. Người tuổi Mậu Thân mệnh thổ có thể trồng cây phong thủy hợp với tuổi Mậu Thân như cây lưỡi hổ, cây vạn niên thanh vàng, cây sen đá nông, cây lan hồ điệp, cây ngọc ngân, cây phong lộc, cây hoa trạng nguyên, cây hoa anh thảo, cây hoa hàm tiếu, cây hoa hồng nhung, cây hoa lan tím, cây hoa giấy, cây hoa tulip. Trồng những cây này sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng và an khang cho gia chủ. 4. Tượng khỉ phong thủy tuổi Mậu Thân 1968. Cùng với biểu tượng các con vật khác, khỉ được sử dụng khá phổ biến trong phong thủy. Biểu tượng khỉ với các tư thế khác nhau, thể hiện những ý nghĩa cát tường riêng. Nó có thể được tạo bởi nhiều chất liệu từ gỗ, ngọc, pha lê đến đồng, mạ vàng và thậm chí là vàng nguyên chất. 5. Kỳ hưu phong thủy tuổi Mậu Thân 1968. Những người mạng thổ tuổi Mậu Thân 1968 nên chọn các tỳ hưu màu đỏ, tím, nâu đất, hồng, đen, xanh biển và không nên chọn các vật phẩm tỳ hưu màu xanh lá cây vì nó thuộc hành mộc mà mộc lại khắc thổ, đem đến những điều không tốt cho gia chủ. 6. Thiềm thư phong thủy tuổi Mậu Thân 1968. Cóc tài lộc hay cóc ba chân, tên là thiềm thư, đây là vật phẩm phong thủy đứng thứ hai sau tỳ hưu, được cho là sẽ mang lại điềm lành và thu hút tài lộc. Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 rất hợp thiềm thư màu vàng, đỏ hoặc màu đất. Lúc quay đầu cóc vàng ra nói, đi ra ngoài kiếm tiền đi, còn khi quay đầu vào, nói đem tiền về nhà nhé. Quý vị thân mến, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm, đời người tựa như một ván cờ rất lớn, bạn ở đó tiến lui một hồi, có thể sẽ tích lũy được sức mạnh không ít. Cũng giống như lời nhà Phật, đó chính là phúc báo về sau. Những gì bạn đang gánh chịu bây giờ đều là do bạn đã khởi tâm động niệm mà thành. Những gì bạn có trong tương lai đều là do từng hành vi cử chỉ bây giờ tạo nên. Phúc đức đến từ thiện lương. Lương thiện được hiểu là không làm điều gì trái pháp luật và đạo đức. Lương thiện là không tham lam, ích kỷ, là biết giữ mình, biết kìm nén dục vọng. Lương thiện là kỹ năng sống quan trọng nhất trong quá trình học làm người. Người lương thiện là những người có tấm lòng thật thà, bao dung với mọi người, lương thiện trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm mỗi ngày như những hạt mầm tốt được gieo vào tâm hồn mỗi người, qua thời gian chúng sẽ lớn lên, sẽ cho bóng mát và chở che, bảo vệ tâm hồn ta trở nên khỏe mạnh, an lành. Sống lương thiện, tâm hồn ta sẽ trở nên đẹp đẽ, trong sáng, vô ngần. Sống lương thiện là lối sống đúng đắn, góp phần xây dựng hình tượng đẹp đẽ cho mỗi người và trong lòng mọi người. Chính nó làm nên thương hiệu giá trị của một con người. Người ta bảo, người thông minh chưa hẳn đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh. Nếu thông minh là thiên phú, thì lương thiện lại là sự lựa chọn. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu một lúc nào đó, cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện. Lương thiện có thể giúp ta thay đổi số mệnh, đem đến cho con người may mắn, phúc đức. Ông bà ta thường bảo, gieo nhân nào, gặt quả nấy, hay ở hiền gặp lành. Cuộc sống có rất nhiều minh chứng cho điều nói trên. Câu chuyện về cậu bé đánh giày và những đồng xu mượn của ông đạo diễn phim nổi tiếng trên phố cùng lời hứa sẽ trả lại tiền là một ví dụ cái kết có hậu cho cậu bé. Thực hiện đúng như lời đã hứa và còn mong muốn có thêm điều bất ngờ cho những người bạn có cùng hoàn cảnh như cậu là việc cậu được nhận vai chính trong bộ phim của ông. Cậu xứng đáng nhận được điều đó bởi sự lương thiện của chính mình. Tấm lòng lương thiện của mỗi người còn có sức mạnh cảm hóa, thay đổi người khác theo chiều hướng tích cực. Câu chuyện của cô giáo hết lòng vì học trò mà tôi biết là một điển hình. Dù học sinh quậy phá hay lười biếng, không nghe lời, cô giáo vẫn luôn mỉm cười. Cô vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn, vừa gần gũi để hiểu tâm lý của mỗi em, vừa cố gắng đầu tư chuyên môn làm cho bài giảng trên lớp trở nên thú vị. Lòng lương thiện của cô cuối cùng cũng đã giúp học sinh nhận ra và trở nên chăm ngoan, học tốt hơn. Người xưa thường nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Bởi vậy,
Khi ai đó chẳng may lâm vào nghịch cảnh, sai trái, nếu chúng ta dùng lương thiện để đối đãi, để giao tiếp với họ, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi. Hướng thiện, đó là câu chuyện của một người cha có đứa con lầm đường lạc bước, luôn mang trong lòng sự hận thù, bằng tình yêu thương của người cha. Bằng sự lương thiện trong tâm hồn ông và lòng quyết tâm, tin tưởng, ông đã giúp con tìm lại ánh sáng cuối con đường. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải ai cũng nhận thấy sức mạnh từ sự lương thiện. Nhiều người quan niệm sống lương thiện chỉ thiệt thòi, chỉ khổ bản thân mình. Họ cổ suý lối sống lạnh lùng để bản thân trở nên mạnh mẽ. Họ coi lương thiện là vẻ ngoài phù phiếm, hời hợt, nhưng họ đâu biết, lương thiện chân chính lại xuất phát từ nội tâm, từ trong lòng mỗi người, là sự bao dung, sự tử tế, chính trực. Khi đối đãi với người khác, lương thiện có sức mạnh lan tỏa, nó khiến những ai nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy đều xúc động, trầm trồ ngưỡng mộ. Xã hội nhân văn tốt đẹp hơn vì có những người sống lương thiện. Khi ta sống lương thiện, những điều may mắn, kỳ diệu bất ngờ sẽ đến với ta, hay chí ít ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Lương thiện được hiểu là không làm điều gì trái pháp luật và đạo đức. Lương thiện là không tham lam, ích kỷ, là biết giữ mình, biết kìm nén dục vọng. Lương thiện là kỹ năng sống quan trọng nhất trong quá trình học làm người. Người lương thiện là những người có tấm lòng thật thà, bao dung với mọi người, lương thiện trong từng suy nghĩ lời nói. Việc làm mỗi ngày như những hạt mầm tốt được gieo vào tâm hồn mỗi người, qua thời gian chúng sẽ lớn lên, sẽ cho bóng mát và che chở, bảo vệ tâm hồn ta trở nên khỏe mạnh, an lành. Sống lương thiện, tâm hồn ta sẽ trở nên đẹp đẽ trong sáng, vô ngần. Sống lương thiện là lối sống đúng đắn, góp phần xây dựng hình tượng đẹp đẽ cho mỗi người và trong lòng mọi người, chính nó làm nên thương hiệu giá trị của một con người. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.